Chiều ngày 26 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an thông tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, thuộc C08, gồm 5 đồng chí do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng. Lúc này, tổ công tác phát hiện đoàn mô tô phân khối lớn lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn, có hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khi Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô do T, sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển, đâm thẳng vào người, khiến Thiếu tá Tùng bị thương. Tổ công tác ngay lập tức khống chế T, lấy lời khai và những người có liên quan, phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ việc. Kiểm tra ban đầu, T không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ đăng ký xe. Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác dừng được 14 phương tiện. Tại cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận. Khoảng 6 giờ cùng ngày, cả đoàn tập trung tại quận Long Biên và xuất phát đi phượt về phía Lạng Sơn. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ việc. Qua kiểm tra, một số người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe.